Lý do tướng Ukraine tìm Nga sắp tung đòn hiểm chiếm trọn vùng Donbass Nga kiểm soát làng Berichi, thành trì cuối cùng của tuyến phòng thủ ở phía tây Adipka, Ukraine Quan chức Mỹ cảnh báo các lực lượng Nga đang tiến lên đều đặn ở Ukraine Israel dùng Rafa để ra tối hậu thư cho Hamas Tiêm kích Mỹ xuất hiện ở Qatar nhằm đề phòng động thái của Iran Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Tờ The Economist của Anh mới đây đã phỏng vấn thiếu tướng Vadim Skibitsky, phó tổng cục trưởng tình báo quốc phòng Ukraina, trong đó tướng Skibitsky đánh giá tình hình của phía Ukraina đang rất khó khăn và dự báo Nga sẽ xúc tiến đánh chiếm toàn bộ vùng Donbass, gồm tỉnh Donetsk và tỉnh Lugansk ở miền đông, một mục tiêu không thay đổi của Nga kể từ năm 2022. Theo viên tướng này, Nga đã ban hành một mệnh lệnh với nội dung chiếm kịp thời một lãnh thổ nào đó nhân kỷ niệm ngày chiến thắng của Liên Xô trước phát xít Đức trong Thế chiến 2 ngày 9 tháng 5. Giới chức Ukraine tin rằng Moscow muốn chiếm Chasovya vào ngày chiến thắng của Nga mùng 9 tháng 5. Khi ấy, những thành phố lớn nhất do Ukraine kiểm soát tại tỉnh Donetsk sẽ nằm trong tầm đạn pháo của Nga. Tướng tình báo Skibitsky cho rằng Nga có ý đồ triển khai kế hoạch gây bất ổn cho Ukraine trong tháng năm này dựa trên ba mũi giáp công sau. Thứ nhất đó là đòn tiến công quân sự trong lúc gói viện trợ quân sự 61 tỷ đô la của Mỹ dành cho Ukraine vẫn còn phải mất vài tuần nữa mới tới được tay của chính phủ Ukraine. Thứ hai đó là chiến tranh thông tin do Nga tiến hành ở Ukraine nhằm làm giảm khả năng của Ukraine trong huy động nhân lực cho xung đột với Nga cũng như làm suy yếu tính chính danh chính trị của Tổng thống Ukraine Zelensky. Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Thứ ba, đó là chiến dịch của Nga nhằm cô lập Ukraine trên trường quốc tế. Tướng Skibitsky dự báo Ukraine không thể đánh bại được Nga trên chiến trường và sẽ phải ngồi vào bàn đàm phán với đối phương. Theo ông, đàm phán là không thể tránh được như với bất cứ cuộc xung đột nào khác. Tướng Skibitsky cho rằng giao tranh chỉ có thể kết thúc bằng các hiệp ước. Ông nói ngay lúc này cả hai bên đang dốc sức để giành được lợi thế lớn nhất trước khi bước vào các cuộc đàm phán tương lai. Nhưng ông dự báo, đàm phán có ý nghĩa thực sự sẽ chỉ có thể bắt đầu sớm nhất là vào nửa sau của năm 2025. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky và những quan chức khác ở Kiev nói rằng Nga không được mời tới một hội nghị thượng đỉnh hòa bình dự kiến tổ chức ở Thụy Sĩ vào tháng 6 tới. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ukraine Kuleba dường như lặp lại suy nghĩ của tướng Skibitsky trong một cuộc trả lời phỏng vấn của tạp chí Foreign Policy. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng hội nghị ở Thụy Sĩ sẽ không mang lại kỳ vọng nghiêm túc nào nếu thiếu sự hiện diện của Nga. Hiện nay trên chiến trường, quân đội Nga đã đẩy lùi quân đội Ukraine về nhiều vị trí xuất phát trong bối cảnh Kiev phải vật lộn với tình trạng thiếu cả binh sĩ lẫn đạn dược. Lực lượng Ukraine đang phải chạy đua với thời gian để xây dựng thêm nhiều pháo đài dọc theo chiến tuyến 1.000 km giữa hai nước binh sĩ Ukraine than phiền rằng họ gần như không có phòng tuyến để rút lui về khi Nga tiến quân nhanh. Tình thế nguy ngập của Ukraine càng nổi rõ khi Nga khai mạc một cuộc triển lãm hơn 30 xe quân sự của Ukraine bị phía Nga thu giữ từ đầu xung đột giữa đôi bên, bao gồm cả các xe do Mỹ và Anh chế tạo. Triển lãm này bắt đầu diễn ra vào đúng ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5 và sẽ kéo dài trong một tháng. Pasi Parunen, một nhà phân tích thuộc nhóm tình nguyện Phần Lan Blackbird Group chuyên phân tích hình ảnh vệ tinh và nội dung mạng xã hội cho biết Nga đã giành thêm nhiều lãnh thổ hơn trong năm nay so với những gì Ukraine thu được trong cuộc phản công năm ngoái 2023. Nhà phân tích Paronen nói, từ ngày 1 tháng 6 đến 1 tháng 10 năm 2023, các lực lượng Nga đánh mất kiểm soát đối với 414,26 km vuông lãnh thổ. Nhưng từ ngày 1 tháng 1 đến 2 tháng 5 năm 2024, họ giành lại 432,3 km vuông hầu hết ở tỉnh Donetsk. Như vậy, tổng cộng Nga vẫn thu thêm được lãnh thổ. Mặc dù được NATO trang bị khí tài và huấn luyện, nhưng đến hiện tại, lực lượng vũ trang Ukraine vẫn chưa thể giành thêm quyền kiểm soát ở bất kỳ khu vực nào. Trong khi đó, quân đội Nga đang nhanh chóng mở rộng vùng kiểm soát theo các hướng khác nhau. Nga đã hoàn toàn kiểm soát làng Berdichi, thành trì cuối cùng của tuyến phòng thủ ở phía tây Adipka, Ukraine. Ở phía tây bắc Adipka, lực lượng Ukraine cũng đang rút khỏi các vị trí của họ. Tại đây, trận chiến giành Ahanganskoe đã diễn ra. Cuộc tấn công của Nga bắt đầu từ hướng Nam, Đông Nam và đã đến trung tâm ngôi làng. Mặc dù được trang bị các phương tiện hạng nặng của NATO, nhưng lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 của lực lượng vũ trang Ukraine đang bị đẩy lùi. Lữ đoàn Magura được đào tạo để tiến hành những cuộc tấn công quy mô lớn cũng bị đẩy lùi trên mặt trận. Trong chiến dịch giành quyền kiểm soát Berdychi, quân đội Nga đã thu được nhiều khí tài NATO cung cấp cho Ukraine bị bảo lại. Thời gian gần đây, quân đội Nga đã đẩy mạnh tiến quân theo nhiều hướng. Sau cuộc pháo kích lớn vào các vị trí quân sự của Ukraine, các nhóm tấn công của Nga đã tiến được vài trăm mét và giành lại quyền kiểm soát một cứ điểm. Chiến thắng này mở đường cho một cuộc tấn công tiếp theo của Nga vào các khu định cư gần đó. Trong cuộc họp mới nhất, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã công bố những thành công đáng kể của quân đội Nga ở mặt trận phía đông. Theo Bộ trưởng Shoigu, các cánh lực lượng Nga tiếp tục đột phá mạng lưới cứ điểm kiên cố của đối phương trên toàn tiền tuyến. Nhiều đơn vị Ukraine cố gắng bám trụ các phòng tuyến đơn lẻ nhưng phải bỏ vị trí và rút lui dưới sức ép của lực lượng Nga. Kể từ đầu năm nay, lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát thêm 547 km vuông lãnh thổ tại các tỉnh mới sáp nhập. Quan chức Nga tuyên bố lực lượng Ukraine cũng đã hứng chịu thương vong hơn hàng trăm nghìn người kể từ đầu năm, buộc Kiev siết chặt quy trình tổng động viên và tìm kiếm nguồn tân binh thay thế. Ông nói, những người Ukraine không muốn chiến đấu đang bị đẩy ra tiền tuyến và ném vào thảm cảnh tàn sát. Tuy nhiên, phía Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Về phía Ukraine, tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sisky cũng đã thừa nhận tình hình ở tiền tuyến phía đông đang xấu đi, buộc Kiev rút lực lượng khỏi nhiều ngôi làng then chốt để bảo toàn mạng sống binh sĩ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng pháo binh của cụm quân trung tâm đã phá hủy một kho đạn dược giã chiến của quân đội Ukraine ở hướng Krasnoyarsk gần khu định cư Adipka thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk. Đoạn video về vụ tấn công cũng được Bộ Quốc phòng Nga đăng tải. Cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy một số xe tải quân sự đậu sát nhau và được ngụy trang kỹ lưỡng bằng bụi cây ở ngoại ô một ngôi làng không xác định. Ngay sau khi vị trí kho tập kết đạn dược được xác định bởi máy bay không người lái giám sát Địa điểm này đã trở thành mục tiêu của pháo binh. Một số xe tải đã bốc cháy, gây ra vụ nổ thứ cấp dữ dội khi đạn dược bên trong phát nổ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, pháo binh của cụm quân trung tâm đã tấn công kho đạn giá chiến của quân đội Ukraina theo hướng Krasnoamensk, Ukraina gọi là Pokrovsk. Kho đạn phát nổ sau cuộc tấn công và bị phá hủy hoàn toàn. Trước đó vào cuối tháng 4, Nga tuyên bố bắn hạ 6 quả đạn thuộc hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS mà Mỹ chuyển cho Ukraina khi những tên lửa này nhắm vào bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Nga cho hay, hệ thống phòng không của chúng tôi đã bắn hạ 10 thiết bị không người lái của Ukraine, 6 tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất và 2 bom Hammer do Pháp sản xuất. Bộ Quốc phòng Nga không đều chi tiết vị trí những tên lửa này bị bắn hạ. Tuy nhiên, người đứng đầu chính quyền Crimea, Sergei Aksyonov nói rằng hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ các tên lửa ATACMS ở bán đảo Crimea. Trước đó, truyền thông Nga đưa tin Ukraine đã phóng tên lửa ATACMS vào Crimea nhằm phá hủy năng lực phòng không của Nga ở đây. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga từng tuyên bố rằng các quân nhân của chúng tôi đã xóa tan huyền thoại về tính ưu việt của vũ khí phương Tây. Ông Shoigu cũng ca ngợi ngành công nghiệp quốc phòng của Nga và cho biết ngành này đã liên tục tăng sản lượng. Theo ông, việc này đã làm tăng đáng kể khả năng chiến đấu của lực lượng vũ trang và tình hình tại khu vực chiến dịch quân sự đã chứng minh điều đó. Trong bối cảnh căng thẳng hiện nay với Mỹ và các đồng minh của nước này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ tăng cường sản xuất vũ khí, đồng thời cam kết sẽ tăng cường độ tấn công vào các trung tâm hậu cần và cơ sở lưu trữ vũ khí của phương Tây. Nga thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công tầm xa có độ chính xác cao vào cơ sở hạ tầng quân sự, trung tâm hậu cần và cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Moscow đã nhiều lần khẳng định không tấn công các mục tiêu dân sự. Trang SF thông tin trong tháng 4, trực thăng chiến đấu của Nga đã tấn công 18 mục tiêu quân sự của lực lượng Kiev bằng tên lửa đá chức năng hạng nhẹ LMUR. Loại tên lửa này còn được gọi là Isdelie 305. Các video ghi lại những cuộc tấn công chính xác bằng tên lửa LMUR đã được nhiều nguồn tin tức khác nhau của Nga công khai. Đây là các cuộc tấn công được thực hiện trong tháng 4. 6 trong số các cuộc tấn công nhắm vào những vị trí của lực lượng Kiev, có vị trí được sử dụng để giấu một hệ thống phòng không tại khu định cư Malinovka và vùng ngoại ô của nó theo hướng Zaporizhia. 10 cuộc không kích khác được thực hiện nhằm vào 4 nhà chứa máy bay ở khu định cư Odra Dokamianka, hai vị trí ở khu định cư Elviv và 4 vị trí khác ở gần các khu định cư Sadove, Harilovka, Tiahinka và Ivanovka theo hướng Kherson. Hai cuộc tấn công còn lại nhằm vào một vị trí trong khu định cư Makivka theo hướng Donetsk và một tòa tháp được trang bị thiết bị đầu cuối Stalin cũng như các hệ thống liên lạc khác trong khu định cư Chernestina theo hướng Kharkov. Tên lửa LMUR được Cục Thiết kế Cơ khí Coloma phát triển cho các máy bay trực thăng tấn công Mi-28NM và K-52M nâng cấp. Nó cũng có thể được phóng từ trực thăng của lực lượng đặc biệt Mi-8MNP-2. Ý tưởng về LMUR được hé lộ lần đầu năm 2007 với mục tiêu là phát triển tên lửa hạng nhẹ cho trực thăng. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga thời điểm đó không đặt hàng loại khí tài này, khiến nhà sản xuất đình chỉ quá trình nghiên cứu dự án LMUR được hồi sinh năm 2012, khi cơ quan an ninh liên bang Nga FSB đặt hàng nhà sản xuất KBM phát triển tên lửa đối đất tầm xa cho trực thăng đa dụng Mi-8MNP-2 triển khai ở vùng Kapkaz. Loại tên lửa này được trang bị đường truyền dữ liệu hai chiều, cho phép quả đạn truyền hình ảnh từ đầu dò về trực thăng và tiếp nhận lệnh điều khiển từ kíp vận hành. FSB muốn kiểm soát đường bay trong suốt quá trình tên lửa lao tới đích, kèm theo khả năng tự hủy sau khi giờ bệ phóng. Quá trình thử nghiệm LMUR trên trực thăng Mi-8 MNP-2 diễn ra trong giai đoạn 2015-2016. Dây chuyền sản xuất hàng loạt được khởi động sau đó không lâu. Sau khi FSB biên chế loại tên lửa này, Bộ Quốc phòng Nga cũng tỏ ý quan tâm và đặt hàng, bắt đầu thử nghiệm tên lửa LMUR trên trực thăng vũ trang Mi-28NM và K-52M. Dù được mô tả là tên lửa hạng nhẹ, LMUR nặng gấp đôi tên lửa VIK. Quả đạn LMUR dài gần 2 mét, đường kính 0,2m và nặng 105kg. Trong đó, đầu nổ có khối lượng 25kg, đạt tốc độ tối đa hơn 800km một giờ. LMUR mang đầu dò ảnh nhiệt 9B7755 do Viện MNT ở thủ đô Moscow và phát triển, cùng hệ thống lái tự động dùng định vị quán tính, thiết bị đo độ cao vô tuyến, bộ định vị vệ tinh tương thích với hệ thống GLONASS Nga và GPS phương Tây. Quả đạn được lắp hai ten cho đường truyền dữ liệu với trực thăng. Trong chế độ chiến đấu cơ bản, tên lửa được phóng về phía mục tiêu trong tầm nhìn. Phi công có thể trực tiếp theo dõi hình ảnh từ đầu dò tên lửa trên bệ phóng và đánh dấu mục tiêu. Quả đạn sẽ tự động lao tới đích, trong khi trực thăng chuyển hướng để tránh bị đối phương tấn công. Hỏa hoạn đã nhấn chìm một nhà máy thuộc công ty sản xuất vũ khí DN ở Berlin, nơi đã chế tạo các hệ thống tên lửa phòng không Iris-T mà Đức viện trợ cho Ukraine. Trong một thông điệp đăng tải trên mạng xã hội X, Sở Cứu Hỏa Berlin cho biết một tòa nhà của nhà máy trong đó có kho chứa hóa chất đang bốc cháy. Nhà chức trách đã điều động 190 nhân viên cứu hỏa đến hiện trường và đang tiến hành kiểm tra chất lượng không khí liên tục trong khu vực. Theo đài RT, một số tiếng nổ lớn đã xảy ra bên trong cơ sở kể từ khi ngọn lửa bắt đầu hoành hành trong hơn 5 giờ đồng hồ. Tờ Berliner Dây Tùng dẫn lời phát ngôn viên của Sở Cứu Hỏa Berlin thông tin, hỏa hoạn đã nhấn chìm một khu vực rộng khoảng 2.000m2. Các quan chức thuộc Cơ quan ứng phó các tình huống khẩn cấp ở địa phương cho hay, mức độ ô nhiễm tăng cao được phát hiện ở khu vực lân cận tòa nhà đang cháy. Lực lượng cứu hỏa đã đưa ra cảnh báo nguy hiểm và người dân sống trong khu vực lân cận được khuyến cáo nên đóng cửa sổ và cửa ra vào để tránh khói bụi độc hại. Đức hiện là nước viện trợ lớn thứ hai cho Ukraine, chỉ sau Mỹ. Trong năm 2013, Berlin đã cung cấp cho Kiev khoảng 5,4 tỷ euro, 5,9 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự, đồng thời cam kết hỗ trợ cho Ukraine thêm 10,5 tỷ euro, 11,5 tỷ đô la Mỹ trong những năm tới gần đây nhất được cam kết cung cấp 12 hệ thống tầm trung Iris T SLM và 24 bệ phóng thuộc phiên bản tầm ngắn Iris T SLS cho Ukraine. Trong đó, 3 tổ hợp SLM và 2 bệ phóng SLS đã được chuyển giao trong giai đoạn 2022-2023. Quân đội Nga từng nhiều lần tập kích các trận địa Iris T, phá hủy ít nhất hai radar TRML-4D và nhiều bệ phóng. Tuy nhiên, vừa qua Bộ Quốc phòng Nga cho biết, không quân vũ trụ nga đã tiến hành đòn tập kích chính xác bằng tên lửa nhằm vào hệ thống Iris-T của đức ở khu định cư Ostruverkhovka thuộc tỉnh Kharkov. Cuộc tấn công đã phá hủy mục tiêu, đồng thời kích nổ đạn tên lửa và làm cháy nhà kho gần đó. Trong video được công bố, máy bay không người lái UAV nga theo dõi khu vực đóng quân của tổ hợp Iris-T-Utena. Dường như khẩu đội này đang ở trạng thái nghỉ do đại chỉ huy và bệ phóng nằm sát nhau, được phủ lưới ngụy trang và không có dấu hiệu vận hành. Các binh sĩ Ukraine cũng tỏ ra bình thản khi đi lại quanh sân. Tên lửa đầu tiên đánh trúng vị trí đài chỉ huy và bệ phóng, dẫn tới vụ nổ lớn phá hủy cả hai khí tài. Quả đạn thứ hai lao xuống sau đó vài giây, nhiều khả năng nhằm vào kho chứa tên lửa gần đó. UAV Nga tiếp tục giám sát khu vực sau đòn tấn công, cho thấy các mục tiêu đều bốc cháy dữ dội. Bộ Quốc phòng Ukraine đã chia sẻ trên mạng xã hội đoạn phim quay do Lữ đoàn Cơ giới số 58 của Ukraine quay bằng máy bay không người lái. Họ cho biết con đường dẫn tới địa ngục, hàng chục xe tăng và phương tiện chiến đấu của Nga đã bị phá hủy trên một khu vực nhỏ của mặt trận ở khu vực Donetsk. Newsweek không thể xác minh độc lập thời gian và địa điểm đoạn phim được quay và đã gửi email cho Bộ Quốc phòng Nga để bình luận. Các lực lượng Nga gần đây đã đạt được những bước tiến vững chắc ở khu vực Donbass Đôn phía đông Ukraine, bao gồm các khu vực Donetsk và Lugansk, sau khi chọc thủng các tuyến phòng thủ kiên cố của quân đội Kiev trong khu vực. Anton Geraschenko, cựu cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, cũng chia sẻ đoạn phim trên X viết 42 xe tăng Nga bị phá hủy là kết quả công việc chỉ huy của Lữ đoàn Cơ giới số 58 của Ukraine và sự hợp tác với Lữ đoàn Tổng thống riêng biệt và Lữ đoàn 762. Ông nói thêm, các binh sĩ Lữ đoàn báo cáo rằng đây là kết quả của việc tăng cường đáng kể giao tranh theo hướng của họ trong vài tuần trước. Tốc độ chiến đấu trên khu vực đó của mặt trận không hề chậm lại. Các tướng Nga tiếp tục tung các đơn vị cơ giới của họ vào các cuộc tấn công bất tận mà không quan tâm đến thương vong. Trước đó, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một địa điểm radar Nga có thể vượt qua một trong những làn danh đỏ của Moscow về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Đó là sự gián đoạn các hành động phản ứng của lực lượng hạt nhân. Các máy bay không người lái của Ukraine được cho là đã nhắm vào Trung tâm Kỹ thuật Vô tuyến 590 của đơn vị 84680 ở thành phố Kovinkino. Kovinkino nằm ở Cộng hòa Moldova cách biên giới Ukraine 580 km. Địa điểm này là nơi đặt radar 29B6 container tạo thành một phần của mạng lưới trinh sát và cảnh báo sớm của Nga đối với các cuộc tấn công trên không, bao gồm cả các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Các nguồn tin cho biết, kết quả cuộc tấn công vẫn đang được xác định. Truyền thông Ukraine đưa tin, tòa nhà của sở chỉ huy tại địa điểm này đã bị hư hại, trong khi chính quyền Nga cho biết hai UAV đã bị bắn hạ. Ukraine Pravda dẫn một nguồn tin giấu tên thuộc cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết, kết quả của cuộc tấn công vẫn đang được đánh giá. Nếu hệ thống radar container bị ảnh hưởng các cuộc tấn công có thể đã đáp ứng một trong những điều kiện xác định khả năng Liên bang Nga sử dụng vũ khí hạt nhân, như xác lệnh của Tổng thống năm 2020 đã đặt ra. Những điều kiện này bao gồm nhận được thông tin đáng tin cậy về việc phóng tên lửa đạn đạo tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga và hoặc các đồng minh, và việc đối phương sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc các vũ khí hủy diệt hàng loạt trên lãnh thổ Nga và hoặc đồng minh. Các tiêu chí được liệt kê là tác động của đối phương đối với các cơ sở quân sự hoặc cơ sở nhà nước quan trọng của Liên bang Nga nếu ngừng hoạt động sẽ dẫn đến sự gián đoạn các hành động phản ứng của lực lượng hạt nhân và sự gây hấn chống lại Liên bang Nga sử dụng vũ khí thông thường khi sự tồn tại của nhà nước bị đe dọa. Mối đe dọa leo thang hạt nhân, dù là qua vũ khí hạt nhân hay thảm họa tại một trong nhiều nhà máy điện dân sự ở vùng xung đột, đã phủ bóng lên cuộc xung đột ở Ukraine kể từ khi nó nổ ra vào cuối tháng 2 năm 2022. Theo Kiev Post, truyền thông Ukraine mới đây đã công bố đoạn video Ghi lại cảnh máy bay huấn luyện Yak 52 của nước này truy đuổi một UAV trinh sát Orlan 10 của Nga ở vùng Odessa. Trong đoạn video đầu tiên được đăng tải, máy bay Yak 52 cố gắng áp sát UAV Orlan 10 trên bầu trời. UAV của Nga đã bật dù màu cam như một biện pháp phản ứng khẩn cấp. Sau đó, một đoạn video khác theo góc nhìn từ trong buồng lái của máy bay Yak 52 cũng được công bố. Có thể nghe thấy tiếng súng máy trong cả hai đoạn video. Truyền thông địa phương nhận định Quân đội Ukraine có thể đã trang bị vũ khí cho máy bay này bởi phiên bản Yak-52 nguyên gốc không được cung cấp bất kỳ loại vũ khí chiến đấu nào. Tuy nhiên, cũng có khả năng UAV của Nga đã bị một đơn vị khác bắn hạ. Hiện giới chức Nga và Ukraine chưa đưa ra bình luận nào về vụ việc này. O-10 là UAV được Trung tâm Công nghệ Đặc biệt Nga phát triển với mục đích trinh sát, thu thập tin tức, định hướng mục tiêu. UAV này có vận tốc tối đa 150 km một giờ, có thể hoạt động liên tục trong từ 16 đến 18 giờ. Con Yak 52 là máy bay huấn luyện được sản xuất hàng loạt từ năm 1979 đến năm 1998. Máy bay này có hai chỗ ngồi, chiều dài 7,745 m, sải cánh 9,3 m, chiều cao 2,7 m. Trọng lượng của Yak 52 là 1015 kg, trọng lượng cất cánh tối đa đạt 1305 kg. Với động cơ 9 xi lanh Vedeneyev M14P, Yak 52 có thể đạt tốc độ tối đa 285 km/h, tầm hoạt động 550 km trần bay 4.000 mét. Trước đó, truyền thông Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh quân đội nước này bắn nổ hai hệ thống phòng không Buk M1 của Nga ở vùng Sumy. Đợt tập kích do các thành viên của lực lượng đặc nhiệm Ukraine SOF thực hiện, thời gian cụ thể không được tiết lộ. Đại diện SOF cho biết, chúng tôi đã sử dụng UAV trinh sát Shark để tìm kiếm các hệ thống phòng không của đối thủ. Trong quá trình trinh sát, UAV này đã phát hiện ra một tổ hợp Buk đang ở trong trạng thái sẵn sàng hoạt động. Ngay sau khi xác định được mục tiêu, một UAV cảm tử đã được triển khai để bắn nổ hệ thống vòng không của đối thủ. Truyền thông Ukraine tiết lộ, sau khi hệ thống bấc đầu tiên bị bắn trúng, Nga đã triển khai một hệ thống bấc khác tới hiện trường để hỗ trợ sơ tán. Tuy vậy, SOF đã tiếp tục sử dụng UAV để bắn cháy hệ thống bấc thứ hai. Ấn phẩm Defend của Đức cho biết quân đội Nga đã bắt đầu sử dụng hệ thống súng phun lửa TOS-3 Dragon thế hệ mới, có khả năng biến toàn bộ khu vực đông dân cư thành đống đổ nát. Theo tờ Defense, hệ thống vũ khí nâng cấp nói trên có khả năng tấn công mục tiêu của kẻ thù ở khoảng cách xa hơn lên tới 15 km và mang tới sức công phá cực lớn. Ấn phẩm lưu ý rằng khả năng tấn công từ cự ly xa của Dragon ảnh hưởng lớn đến hiệu quả của máy bay không người lái FPV đối phương, đồng thời tăng khả năng sống sót của phương tiện chiến đấu. Mức độ bất khả xâm phạm của TOS-3 với những máy bay không người lái như vậy được gọi là một tính năng đặc biệt so với TOS-1A, Solspex và TOS-2, Tosoka. Bên cạnh đó, các nhà báo Đức chỉ ra rằng TOS-3 được thiết kế như một loại vũ khí mang tính đột phá. Mô tả khả năng loại vũ khí mới của Nga, tờ báo Đức mô tả bằng hai từ khủng khiếp. Nguyên mẫu hệ thống phun lửa TOS-3 ngay khi lần đầu tiên xuất hiện đã gây ấn tượng với người Đức ở chỗ bệ phóng của nó có thể bắn tên lửa mang đầu đạn nhiệt áp có sức công phá lớn. Một số chuyên gia cho rằng TOS 3 có thể sử dụng tên lửa tầm xa dành riêng cho hệ thống này với số lượng tên lửa lên tới 15 chiếc, xếp theo 3 hàng, mỗi hàng có 5 tên lửa. Trong khi đó, TOS 1A sử dụng dàn phóng có 24 tên lửa, còn TOS 2 sử dụng dàn phóng 18 tên lửa. Hai hệ thống này sử dụng đạn pháo thế hệ đầu tiên 220 mm có tầm bắn 3,6 km. Sau đó, chúng được cung cấp loại đạn cải tiến với tầm bay 6 km. Ngoài ra, Nga cũng phát triển tên lửa TBS M3 mới dành cho TOS-2. Theo các chuyên gia quân sự, TOS-3 Dragon có thể sẽ sử dụng tên lửa TBS M3 có chiều dài 3,7 m đầu đạn nhiệt áp mở rộng, khối lượng nhiên liệu rắn và tầm bắn ấn tượng đạt tới 15 km. Ngay cả các bong ke kiên cố cũng không thể chống lại Dragon và một loạt đạn đủ sức biến nhiều khu vực thành đống đổ nát cùng một lúc. Bên cạnh đó cũng không loại trừ khả năng Moscow đang tiếp tục chế tạo tên lửa 220mm, đồng thời phát triển loại tên lửa mới cho TOS3. Tuy vậy cũng có ý kiến lo ngại về cơ số đạn của TOS3 Dragon bị giảm xuống chỉ còn 15 quả, đồng nghĩa với hỏa lực yểm trợ sẽ kém đi nhiều và cần phải có thời gian để xác định đây là ưu hay nhược điểm. Dragon có thể cơ động ra tiền tuyến mà không cần phương tiện vận tải trung gian như xe chở tăng. Điều này sẽ làm tăng hiệu quả sử dụng của nó. Ngoài ra, việc giảm số lượng đạn có đầu đạn nhiệt áp hoặc gây cháy trong mô đun chiến đấu sẽ giúp tăng sức mạnh và phạm vi sử dụng của chúng. TOS-3 hứa hẹn sẽ là loại vũ khí mang đến nhiều lợi thế trong tương lai. Sự phát triển của TOS-3 đánh dấu bước nối tiếp của dòng vũ khí nhiệt áp. Hệ thống mới tìm cách kết hợp những tính năng tốt nhất của tổ hợp ra đời trước với những tiến bộ công nghệ mới. Với những đặc tính như vậy, Dragon được coi là tương lai của chiến tranh nhiệt áp. Tờ báo Israel The Jerusalem Post mới đây đã tiết lộ thông tin gây sốc là chỉ có 25% số đạn tên lửa phòng không Patriot của Mỹ đánh chặn được tên lửa Iran, còn lại là đều bắn trượt. Trong cuộc tấn công gần đây của Iran vào Israel, chỉ 1 phần tư số tên lửa Patriot của Mỹ, chỉ có hai trong số 8 tên lửa có thể bắn trúng mục tiêu. Trong khi đó, các hệ thống phòng không của Israel đã hoạt động hết sức hiệu quả khi có tới 90% tên lửa đánh chặn đã tiêu diệt được tên lửa của Iran. Bộ Quốc phòng Israel vừa qua thông báo các tổ hợp phòng không tầm xa Patriot sẽ bị loại biên hoàn toàn trong vòng 2 tháng tới. Các đơn vị vận hành tên lửa Patriot sẽ được huấn luyện chuyển loại sang hệ thống phòng không tầm ngắn Iron Dome hoặc các hệ thống tầm xa như Davis Sling hay Arrow. Mặc dù giới chức Tel Aviv không tiết lộ số phận của các hệ thống Patriot loại biên, nhưng theo giới phân tích, những khẩu đội này có thể sẽ được chuyển giao cho Ukraine bằng một con đường vòng. Trong mấy ngày qua, bất chấp những kết quả yếu kém do chính truyền thông Israel công bố, Kiev vẫn liên tục yêu cầu Mỹ và các đồng minh phương Tây chuyển bất kỳ số lượng Patriot nào để giúp lực lượng vũ trang Ukraine. Thực tế là lưới phòng không Ukraine đang gặp khó khăn trong việc đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái Nga, thậm chí là cựu chỉ huy lực lượng mặt đất Ba Lan, tướng Vandema Skripjak đã từng nói rằng chiếc ô phòng không trên bầu trời Ukraine ngày càng trở nên đầy lỗ hổng trong khi Mỹ không còn hệ thống Patriot dư thừa nào để cung cấp cho lực lượng vũ trang Ukraine thì các đồng minh châu Âu đang né tránh việc chuyển giao các hệ thống phòng không hiện có của họ cho Kiev do lo ngại khả năng phòng thủ của chính đất nước mình sẽ bị suy yếu. Với việc Israel sẽ loại biên tới 10 khẩu đội, tương đương khoảng 60 đến 80 bệ phóng, rất có thể sẽ nâng cao rất mạnh khả năng phòng không của Ukraine. Cùng với việc sẽ nhận được vài chục tiêm kích F-16 trong vòng 2 tháng tới, Kiev đang tràn đầy hy vọng sẽ tạo ra được một bước ngoặt mùa hè trong cuộc xung đột với Nga. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, mới đây, các cựu phi công quân sự Mỹ cho biết, mặc dù F-16 kinh qua nhiều chiến trường nguy hiểm trong nhiều năm qua, chúng vẫn có thể đối mặt với thách thức chưa từng có trên tiền tuyến Ukraine. Ông John Beam, thành viên thường trú cấp cao tại Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Mitchell Mỹ và cựu trung tá không quân Mỹ nói rằng F-16 tham gia vào chiến dịch báo táp sa mạc tại Iraq của Mỹ trong chiến tranh vùng vịnh. Ngày mùng 2 tháng 8 năm 1990 đến 28 tháng 2 năm 1991 là một tình huống rất khó khăn, thậm chí cực kỳ thử thách. Tuy nhiên ông Boehm nhận định nếu những chiếc F16 trên tiền tuyến Ukraina đối phó Nga không còn nghi ngờ gì nữa, đây là kịch bản khó khăn nhất mà loại khí tài này sẽ đối mặt. F16 trên tiền tuyến Ukraina sẽ phải đối mặt với một số thách thức từ Nga như hệ thống tên lửa phòng không S300 và S400 chiến đấu cơ Su-35 và MiG-25 được trang bị tên lửa R-37 tầm xa, hệ thống radar và cảnh báo sớm có thể phát hiện mối đe dọa cách xa ngàn dặm. Ông Brin Tannehill, chuyên gia quốc phòng và cựu phi công Hải quân Mỹ nói rằng Nga có rất nhiều cách để phát hiện những chiếc F-16 này, đặc biệt kho vũ khí hệ thống đất đối không của Nga hiện đại và tiên tiến hơn nhiều so với những hệ thống mà F-16 đã đối đầu trong các cuộc xung đột trước đây. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng chuyển đổi số Mikhailo Fedorov cho biết, Cụm công nghệ quân sự Brave One của Ukraine đã phát triển thành công hệ thống tác chiến điện tử Parason thế hệ mới. Ông Mikhailo Fedorov nhấn mạnh, nhà phát triển đã cung cấp hai phiên bản của hệ thống tác chiến điện tử mới. Một trong những ưu điểm chính của Parason là khả năng vô hình trước hệ thống tác chiến điện tử của đối phương. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng chuyển đổi số Mikhailo Fedorov đồng thời cũng đăng một đoạn video quay hình ảnh các nhà phát triển đang thử nghiệm Parason và vô hiệu hóa máy bay không người lái bằng hệ thống tác chiến điện tử này. Ở phiên bản đầu tiên, Parasol 01 có nhiệm vụ bảo vệ các vị trí quân sự bằng cách vô hiệu hóa máy bay không người lái FPV của Nga trong bán kính 200m. Trong khi đó, biến thể Parasol 02 tập trung vào việc bảo vệ thiết bị gây nhiễu máy bay không người lái trong cùng phạm vi. Ưu điểm của Parasol là rất dễ vận hành và việc triển khai chúng chỉ mất từ 10 đến 15 phút. Quan chức Ukraine thông báo Chính phủ đã ký hợp đồng với nhà phát triển Mixten để mua hai biến thể của Parason. Hiện hệ thống tác chiến điện tử này đang được lực lượng phòng vệ Ukraine tích cực triển khai để đối phó với tình trạng thiếu hụt trầm trọng đạn dược và vũ khí chiến đấu trên tiền tuyến trong cuộc chiến với Nga. Hiện tại, chính phủ Ukraine đang dốc hết lực tự tìm cách trang bị vũ khí cho quân đội trong lúc chờ viện trợ từ phương Tây. Chính phủ Ukraine đã đổ rất nhiều tiền vào ngành công nghiệp quốc phòng của đất nước vì hy vọng với số vũ khí và đạn dược cây nhà lá vườn, các lực lượng Kiev có thể lật ngược tình thế trên chiến trường. Theo hãng tin AP, lĩnh vực này hiện cũng đang phát triển rất mạnh mẽ, được coi là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh hiện nay. Theo AP, chính phủ Ukraine đã chi gần 1,4 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, năm 2024, để phát triển vũ khí trong nước, gấp 20 lần so với khoản ngân sách phân bổ cho lĩnh vực này hồi trước khi chiến sự với Nga bùng phát. Tuy nhiên, số tiền này cũng được phân bổ cho việc mua vũ khí từ các công ty tư nhân, khiến các doanh nghiệp loại này mọc lên như nấm và nhanh chóng chiếm lĩnh cả ngành công nghiệp, vốn do các tập đoàn quốc doanh thống trị. Hồi tháng trước, Bộ trưởng chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine Mikhailo Fedorov cho biết rằng đối với một số khí tài quan trọng như phương tiện không người lái, Ukraine đã sản xuất được 90% những gì quân đội của họ cần. Trong số này, có máy bay không người lái UAV tầm xa đã tấn công các cơ sở dầu khí sâu bên trong nước Nga, cũng như xuồng không người lái đã gây thiệt hại đáng kể cho hạm đội biển đen của Moscow. Ông Sergei Chemezov, người đứng đầu tập đoàn quốc phòng Rostec cho biết, Nga đang sản xuất hoặc tân trang số xe tăng nhiều hơn 350% so với 2 năm trước. Đồng thời, ông cho biết thêm, hoạt động sản xuất vũ khí và đạn dược ở Nga cũng tăng gấp nhiều lần kể từ khi nổ ra xung đột với Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Ông Chemezov cũng nói với Thủ tướng Nga Mikhail Mishutin trong cuộc họp ngày 3 tháng 5 rằng khoảng 80% vũ khí mà quân đội Nga sử dụng trong cuộc xung đột đều do Rostec cung cấp. Tập đoàn này được thành lập năm 2007 theo lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, có sự tham gia của hơn 800 tổ chức nghiên cứu và sản xuất trong lĩnh vực quốc phòng của Nga. Ông Chemezov cho biết, so với năm 2022, việc sản xuất và tân trang xe tăng tại các nhà máy của chúng tôi đã tăng gấp 3,5 lần và xe bọc thép hạng nhẹ tăng 3 lần. Việc sản xuất pháo tự hành tăng 10 lần, trong khi số lượng pháo kéo được sản xuất gấp 14 lần và sản lượng hệ thống phóng tên lửa đa nòng MLRS đã tăng gấp đôi. Cũng theo người đứng đầu Rostec, sản lượng đạn cho xe tăng và xe chiến đấu bộ binh tăng 900%, đạn pháo tăng 600% và đạn cho MLRS tăng 800%. Số lượng tên lửa không dẫn đường dành cho hệ thống súng phun lửa hạng nặng đang được sản xuất nhiều gấp 3 lần. Ông Chemezov thông tin thêm, các loại thiết bị mới cũng đã được giới thiệu trong cuộc xung đột, chẳng hạn như hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-2 có khả năng bắn đạn bằng đầu đạn nhiệt áp và được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực hoạt động quân sự. Các hệ thống giải mìn từ xa Zemledelie cũng đang được sản xuất, cũng như đạn dẫn đường Krasnopol, đạn làng vàng Kup và tên lửa dẫn đường cho máy bay không người lái. Theo ông Chemezov, Rostec cũng đang hợp tác với Tổng Công ty Tên lửa Chiến thuật KTRV để trang bị bom hàng không tiêu chuẩn với các mô đun lượn và hệ thống dẫn đường. Tờ Washington Post hồi tháng 3 đưa tin, việc sử dụng bom lượn, loại bom có thể di chuyển quãng đường dài và có độ chính xác cao đã tăng cường đáng kể tính hiệu quả của không quân Nga. Tờ Independent bình luận vào tháng trước rằng những loại đạn dược đó đã làm thay đổi tình hình cuộc xung đột giữa Moscow và Kiev. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết lực lượng nước này đang tiếp tục phá vỡ các vị trí phòng thủ của Ukraine dọc theo toàn bộ chiến tuyến. Tại các vị trí pháo binh dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km ở miền đông và miền nam Ukraine, các pháo thủ đều giống nhau, không có đủ đạn pháo cần thiết để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga vốn đang đe dọa xoay chuyển cục diện cuộc chiến theo hướng có lợi cho Moscow. Chỉ huy pháo binh Oleksandr Kozachenko nói với Reuters, nếu so sánh với thời kỳ đầu của cuộc chiến, thì chúng tôi bắn tới 100 quả đạn mỗi ngày. Bây giờ thì bắn 30 quả đạn đã là một điều xa xỉ. Kozachenko cho biết thêm, thậm chí có những ngày, số lượng đạn pháo được bắn ra chỉ tính bằng một con số. Ngoài ra, những người lính Ukraine điều khiển pháo M777 do Mỹ cung cấp gần mặt trận phía đông Donetsk đã buộc phải chấp nhận để quân Nga tiến lên trong những tuần gần đây. Các lực lượng Ukraine bảo vệ thành trì chiến lược Chashopya cũng cho biết họ vẫn đang chờ một đợt đạn dược mới từ Mỹ trong bối cảnh các cuộc tấn công gia tăng từ quân đội và máy bay không người lái của Nga. Trong khi đó, tình trạng thiếu hụt đạn dược khiến một số đơn vị Ukraine phải rút lui khỏi các ngôi làng. Trước đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Shishky nói rằng quân đội nước này đã rút khỏi các làng Bedechi, Semenovka và Novomikhailovka ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine. Các ngôi làng này nằm trong cộng đồng Pokrovsk ở phía tây tỉnh Donetsk của Ukraine, nơi vẫn đang là một trong những khu vực ác liệt nhất ở tiền tuyến khi Nga tiếp tục tấn công. Ông Sitsky mô tả tình hình ở khu vực Pokrovsk và Kurakhove là khó khăn nhất. Ông nhấn mạnh quân đội Nga đang tấn công trên toàn bộ chiến tuyến theo hướng các khu định cư Kupiansk và Liman ở tỉnh Kharkov, cũng như tại các khu vực Sivresk, Slavyansk và Kramatorsk ở tỉnh Donetsk đối mặt với áp lực sau khi Nga giành quyền kiểm soát thành phố chiến lược Adipka. Ukraine đang gấp rút xây dựng các chiến hào, vị trí phòng thủ và các chướng ngại vật khác trên tiền tuyến. Tuy nhiên, việc Nga liên tục pháo kích nhằm vào các mục tiêu của Ukraine đã khiến hoạt động xây dựng hệ thống phòng thủ của Kiev trên chiến tuyến ra 1.000 km gặp nhiều khó khăn. Gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ mà Quốc hội Mỹ thông qua được kỳ vọng sẽ giúp Ukraine thu hẹp khoảng cách về hỏa lực với Nga. Tuy nhiên, cho đến khi Ukraine nhận được vũ khí và thiết bị từ Mỹ, Moscow sẽ tiếp tục tấn công vào điểm yếu của Kiev. Mặt khác, việc phương Tây ồ ạt viện trợ quân sự cho Ukraine đã khiến Nga đưa ra những phản ứng đanh thép cả trong phát ngôn và trên thực địa. Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh, viện trợ của phương Tây chỉ làm kéo dài xung đột, tăng thêm đau khổ cho Ukraine mà không thay đổi được cục diện chiến trường. Trên thực địa, các lực lượng Nga cũng gia tăng các cuộc tấn công vào kho vũ khí và thiết bị quân sự mà phương Tây cung cấp cho Ukraine. Tình trạng thiếu đạn dược đang đe dọa đến sự sống còn của các binh sĩ Ukraine trên chiến tuyến trước sự tấn công dữ dội của pháo binh Nga. Nhiều tuyến phòng thủ mà Kiev xây dựng đang gặp nguy hiểm. Tổng thống Ukraine Zelensky cũng đã cảnh báo rằng tình hình cực kỳ khó khăn và Nga đang lợi dụng sự chậm trễ trong viện trợ cho Ukraine. Hiện quân đội Ukraine đang phải sử dụng nguồn đạn pháo cuối cùng để đối phó với các cuộc tấn công của Nga trong khi chờ đợi nguồn viện trợ mới từ phương Tây. Những binh sĩ Ukraine điều khiển pháo M777 do Mỹ cung cấp gần mặt trận ở Donetsk, miền đông nước này đang chứng kiến lực lượng Nga tiến công chậm nhưng chắc trong những tuần gần đây. Họ ước có thể làm nhiều hơn để ngăn chặn điều đó. Tương tự các vị trí pháo binh khác dọc theo đường liên lạc dài 1.000 km ở miền đông và miền nam Ukraine. Họ không có đủ đạn pháo cần thiết để ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga, có thể xoay chuyển cục diện cuộc chiến theo hướng có lợi cho Moscow. Chỉ huy pháo binh Ukraine, Oleksandr Kozachenko nói, nếu ở giai đoạn đầu xung đột, chúng tôi bắn tới 100 quả đạn mỗi ngày, thì bây giờ bắn 30 quả một ngày cũng đã là một điều xa xỉ. Đồng thời cho biết thêm, đôi khi số lượng đạn pháo bắn hàng ngày dưới 10 quả. Hiện các đơn vị của Ukraine vẫn đang chờ nguồn cung từ gói viện trợ mới trị giá gần 61 tỷ đô la Mỹ của Mỹ. Trong một diễn biến liên quan, Thiếu tướng Vadim Skibitsky, Phó Giám đốc Tình báo quân sự Ukraine cho biết, sự sụp đổ của thành phố Chashopya thuộc vùng Donetsk có lẽ chỉ là vấn đề thời gian. Ông Skibisky nói, tất nhiên không phải hôm nay hay ngày mai, mà tất cả đều phụ thuộc vào nguồn dự trữ và cung cấp của chúng tôi. Vị tướng này đã so sánh tình hình ở Chashovya với Adipka, nơi lực lượng Ukraine phải rút lui vào tháng 2 do bị áp đảo về quân số. Ukraine cho rằng lực lượng Nga đã chuyển trọng tâm sang Chashovya, thành phố chiến lược có khả năng mở đường cho những bước tiến sâu hơn vào Donetsk sau khi đã giành quyền kiểm soát Adipka. Ukraine hiện cũng phải đối mặt với tình hình khó khăn gần làng Ocheritino, Nằm cách Idipka khoảng 15 km về phía tây bắc Thiếu tướng Skibitsky tin rằng Mục tiêu mà Nga đặt ra là giành quyền kiểm soát Phần còn lại của Donetsk và Lugansk Ngoài ra, nhìn xa hơn về phía trước Nga có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công Xung quanh Sumy và Kharkov Các vùng ở đông bắc Ukraine Với đợt tấn công chính có thể sẽ bắt đầu Vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 Ông Skibitsky nhận định Các quan chức Ukraine khác Cũng đã đề cập đến mốc thời gian này Tướng Skibitsky nói rõ Một chiến dịch ra vào nhanh chóng có thể thực hiện. Tuy nhiên, việc thực hiện một chiến dịch giành Kharkov hay thành phố Sumy lại là điều hoàn toàn khác. Theo quan chức này, tháng 5 có lẽ là tháng chủ chốt vì Nga đang chuẩn bị kế hoạch 3 bước nhằm gây bất ổn cho Ukraine. Nói về khả năng kết thúc cuộc xung đột đang diễn ra, tướng Skibitsky cho rằng chỉ chiến thắng trên tiền tuyến thôi là chưa đủ. Ông nói, ngay cả khi Ukraine cố gắng đẩy lực lượng Nga ra khỏi biên giới của mình, thì những cuộc xung đột như thế này cuối cùng cũng phải kết thúc bằng các hiệp ước. Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Avril Haines nhận định các lực lượng Nga đang tiến lên đều đặn trong xung đột ở Ukraine. Theo hãng tin RT, trong phiên điều trần tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ về các mối đe dọa toàn cầu ngày mùng 2 tháng 5, bà Hens cho biết Nga đang đạt được những bước tiến ngày càng tăng trên chiến trường với tiềm năng đạt được đột phá chiến thuật dọc theo chiến tuyến ở các khu vực như Donetsk và Kharkov. Cũng theo nữ quan chức Mỹ, vị thế kinh tế và nỗ lực tái vũ trang của moscow đã khiến tổng thống vladimir putin tin rằng các xu hướng trong nước và quốc tế đang có lợi cho nga bà hens nói trong nhiều tháng qua ông putin đã thể hiện sẵn sàng tham gia đàm phán với ukraine và mỹ về tương lai của ukraine nhưng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nhà lãnh đạo nga sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ đáng kể giám đốc tình báo quốc gia mỹ cho rằng chiến dịch không kích tăng cường của nga là nhằm phá vỡ ý chí của kiev và chứng minh Ukraine không có đường chiến thắng. Bà nói thêm, chiến lược của Nga còn làm gián đoạn năng lực công nghiệp quốc phòng và hậu cần quân sự của Kiev. Ngoài ra, các cuộc không kích của Nga sẽ có thể còn tiếp tục và xung đột khó có thể sớm kết thúc. Ngoài ra, giới chức Mỹ cho rằng nguyên nhân khiến Ukraine liên tục gặp thất bại trên chiến trường, đặc biệt tại Adipka là do nguồn cung vũ khí và đạn dược từ nước ngoài bị gián đoạn. Sau khi gói viện trợ quân sự gần 61 tỷ đô la của Mỹ cho Ukraine được phê duyệt, Tổng thống Joe Biden đã cam kết sẽ nhanh chóng chuyển giao trang thiết bị quân sự cần thiết cho Kiev. Tuy nhiên, chính phủ Nga nhận định không có vũ khí phương Tây nào có thể thay đổi được cục diện trên chiến trường. Tờ Politico dẫn lời một số quan chức Mỹ cho biết, Nhà Trắng cũng không tin rằng gói viện trợ mới nhất của nước này có thể giúp Ukraine giành ưu thế trong xung đột. Trong khi đó, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Economist của Anh, Phó Giám đốc Tổng cục Tình báo HUR thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine Vadim Skibitsky dự đoán Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 giữa lúc Kiev vẫn đang trong tình trạng thiếu vũ khí. Ông thừa nhận việc tra xốp thành trì lớn của Ukraine ở vùng Donetsk, bị thất thủ chỉ còn là vấn đề thời gian. Ukraine Form dẫn báo cáo mới nhất từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết quân đội Nga đã ngừng tấn công xung quanh Adipka và trở nên quyết đoán hơn, đẩy mạnh tấn công trên trục Bakhmut, Chashopja, để nhanh chóng tiến về Druskovka và Kostiantinovka. ISVK lưu ý rằng các lực lượng Nga đã tập trung phát triển các thành công chiến thuật gần Ocheritino, phía tây bắc Adipka, và Novokalinovo, phía bắc Adipka. Tuy nhiên, tốc độ của hoạt động này được xác nhận dường như đã chậm lại và thậm chí là Nga đã ngừng tiến công ở một số khu vực. Các nhà phân tích tại ISVK tin rằng các lực lượng Nga có thể quyết định tiến từ phía bắc Adipka tới Toresk để bổ sung cho các hoạt động tấn công của Nga gần Chashopya. Điều này có thể sẽ buộc các lực lượng Nga phải tạm dừng các hoạt động tấn công chiến thuật ở gần Adipka để tập trung lực lượng. Ngoài ra, lực lượng Nga cũng có thể quyết định tiến về phía bắc Ocheritino dọc theo đường cao tốc H20 donetsk kostiantynovka để gây áp lực lên lực lượng Ukraine phòng thủ ở khu vực Toresk và từ đó gây đe dọa cho hậu phương của lực lượng phòng thủ đối phương ở phía tây Chashopya. Báo cáo của ISVK nêu rõ, Chashopja là một mục tiêu có ý nghĩa về mặt hoạt động vì nó sẽ cung cấp cho các lực lượng Nga một địa điểm chuẩn bị để tiến hành các chiến dịch tấn công Ruskovka và Kostiantinovka, những nơi tạo thành vành đai pháo đài của bốn thành phố lớn ở tỉnh Donetsk. Các lực lượng Nga có thể sẽ cần tạm dừng tấn công gần Adipka lâu hơn để đợi tiếp viện. Giới chức Ukraine gần đây cũng nhận định rằng các lực lượng Nga đã đặt mục tiêu giành quyền kiểm soát thành phố trọng điểm Chashopja trước ngày 9 tháng 5. Do đó, Nga dường như đang cố tận dụng tối đa việt Ukraina chưa nhận được vũ khí viện trợ từ phương tây để tăng cường các đợt tấn công quy mô lớn. Trong khi đó về phía Ukraina, ở vùng Donetsk, tình cảnh thiếu đạn dược đang buộc binh sĩ Ukraina phải rút lui hết làng này đến làng khác. Gần 3 tháng sau khi thành phố Avdika thất thủ, lực lượng Ukraina chỉ có thể phòng thủ trước quân đội Nga. Theo CNN, kể từ đầu năm 2024, Ukraina đã chi gần 38 tỷ hryvnia, khoảng 960 triệu đô la Mỹ để xây dựng hệ thống công sự phòng tuyến. Tuy nhiên, nhiều binh sĩ trên tiền tuyến cho rằng việc này lẽ ra phải được thực hiện từ năm ngoái khi lực lượng Ukraine nắm thế chủ động hơn trên chiến trường. Năm ngoái, quân đội Nga đã ngăn Ukraine phản công nhờ hệ thống phòng thủ kiên cố. Năm nay khi Nga tấn công, Ukraine tỏ ra chật vật khi ngăn tiền tuyến sụp đổ. Hồi tháng 3 năm 2024, Tổng thống Ukraine Zelensky cũng đã tuyên bố Ukraine đang xây dựng khoảng 2.000 km công sự, nhưng nỗ lực này có vẻ chưa đủ. Ở Chashopcha, điểm nóng giao tranh ở vùng Donetsk, việc Ukraine thiếu công sự đã giúp quân đội Nga có lợi thế. Giữa tháng 3 năm 2024, lữ đoàn số 67 của Ukraine được điều tới phòng thủ ở vị trí các thị trấn Chashopya khoảng 3 km. Một binh sĩ của lữ đoàn này đã bày tỏ thất vọng khi thấy các phòng tuyến ở Chashopya. Theo anh, đất có nhiều cát đến nỗi khi đạn pháo đánh vào, các tuyến hào đều vỡ vụn. Binh sĩ Ukraine cho hay, hệ thống công sự ở Chashopya là một loạt hố, hầu như không đủ lớn để ẩn náu trong các trận pháo kích. Hậu quả là nhiều binh sĩ thuộc lữ đoàn số 67 đã thiệt mạng hoặc mất tích. Theo tờ Kiev Independent, Nga một mặt đẩy mạnh tiến công ở thành phố Chasovya, mặt khác tiến công chậm nhưng chắc ở phía tây thành trì Adipka. Chuyên gia Michael Kaufman ở Mỹ nói, quân đội Nga đang từng bước tiếp cận các trung tâm hậu cần và vận chuyển của Ukraine. Nếu thành công, Ukraine sẽ không thể duy trì năng lực phòng thủ trên toàn tiền tuyến ở vùng Donetsk. Glenn Grant, cựu sĩ quan quân đội Anh từng tham gia cố vấn cho quân đội Ukraine nói nếu có khoảng trống, quân đội Nga sẽ vượt qua. Thực tế là khoảng trống đã mở ra khi quân đội Ukraine liên tục tổn thất về nhân lực mà không có lực lượng bổ sung kịp thời. Tờ Kiev Independent cho biết năng lực chiến đấu của Ukraine cũng bị ảnh hưởng vì các vấn đề nội bộ từ cấp đơn vị cho đến cấp lãnh đạo cao nhất. Theo chuyên gia Kaufman, Bộ Tổng tham mưu Ukraine dường như không còn nắm rõ tình hình ở một số điểm nóng giao tranh kết quả là các mệnh lệnh chiến đấu chủ yếu được các lữ đoàn tự đưa ra. Nhưng chiến đấu một cách thiếu thống nhất như vậy sẽ bộc lộ các khoảng trống như đã chỉ ra ở trên. Một vấn đề khác là năng lực chiến đấu khác biệt giữa các đơn vị quân đội Ukraine. Ví dụ như lữ đoàn số 115 ban đầu chỉ là lực lượng dân quân tình nguyện. Đơn vị mới trở thành lực lượng chính quy vào tháng 3 năm nay, nhưng các binh sĩ không được huấn luyện đầy đủ để có thể đối phó với lực lượng tiến công dày dạn kinh nghiệm của Nga. Theo tiết lộ trên tờ Kiev Independent, một số lữ đoàn quân đội Ukraine thực tế chỉ còn nhân lực tương đương tiểu đoàn. Họ vẫn đang phải phòng thủ ở tiên tuyến mà không nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Đến một thời điểm cảm thấy không còn giữ được vị trí nữa, họ sẽ tự động rút lui để lại khoảng trống mới để quân đội Nga tận dụng thời cơ. Tờ Kiev Independent kết luận các bê bối về vấn đề tuyển quân và tình trạng chiến đấu thực tế của các đơn vị ở tiên tuyến đang ngày càng khiến quân đội Ukraine gặp khó khăn hơn trong việc bổ sung thêm nhân lực. Còn theo New York Times, ngày 3 tháng 5, dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ nhận định, Nga sẽ tiếp tục đạt được các bước tiến ở mặt trận phía đông và đông nam Ukraine trước ngày 9 tháng 5. Tuy nhiên, quan chức này cho biết, đánh giá của quân đội Mỹ kết luận rằng phòng tuyến của quân đội Ukraine sẽ không sụp đổ hoàn toàn, bất chấp tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng. Các nguồn tin khác của New York Times cũng tin rằng Nga không có đủ lực lượng để tiến hành một cuộc tấn công lớn trước ngày 9 tháng 5. Một nguồn tin cho hay điều đó sẽ đòi hỏi phải tăng cường lực lượng lớn mà các quan chức Mỹ cho đến nay chưa thấy. Điều trần trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện ngày 2 tháng 5, Giám đốc tình báo quốc gia Mỹ Avrohens cho biết Nga đã tăng cường tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine để cản trở khả năng điều động vũ khí và quân đội của Ukraine, làm chậm quá trình sản xuất quốc phòng và buộc nước này phải xem xét đàm phán. Trong khi đó, theo đánh giá của New York Times, Ukraine sẽ có thể ổn định đường dây liên lạc với viện trợ quân sự mới từ các đồng minh phương Tây, trong trường hợp tốt nhất là vào mùa hè và tệ nhất là vào cuối năm nay. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố cuộc xung đột giữa nước này và Nga đang tiến vào giai đoạn mới giữa lúc có nhiều đồn đoán về kế hoạch đẩy mạnh hành động quân sự của Moscow. Ông Zelensky nói rằng chúng ta đang tiến tới một giai đoạn mới của cuộc xung đột Nga đang chuẩn bị cho nỗ lực mở rộng các hoạt động tấn công. Tất cả chúng ta, tất cả người Ukraine, binh sĩ, nhà nước và các đồng minh cần phải cùng nhau làm mọi thứ để phá vỡ kế hoạch của đối phương. Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi các lực lượng của nước này cùng các đối tác nước ngoài gấp rút hành động để đảm bảo Kiev sẽ thắng thế. Về phía Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết bất kỳ cuộc tập kích nào của Ukraine dưới sự hậu thuẫn của phương Tây nhằm vào bán đảo Crimea hoặc cầu Crimea đều sẽ phải hứng chịu đòn đáp trả mạnh mẽ từ Moscow. Bà Zakharova cũng đã cáo buộc Kiev đang công khai chuẩn bị cho vụ tấn công mới vào cầu Crimea với sự trợ giúp của phương Tây. Theo đài RT, cảnh báo được đưa ra sau một bài đăng gần đây của đặc phái viên Ukraine tại Liên Hợp Quốc, Sergei Kilitsa, với nội dung ám chỉ cây cầu nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar trong đất liền Nga sẽ không còn tồn tại vào cuối năm nay. Nhà ngoại giao Ukraine đã chia sẻ hình ảnh về danh sách 6 loại cầu chính trong năm 2024 trong đó phần gắn markt hiển thị một khoảng trống các quan chức cấp cao ở kiev cũng từng tuyên bố việc phá hủy cây cầu này là ưu tiên hàng đầu trong cuộc xung đột với moscow cho rằng đây là mục tiêu quân sự hợp pháp của nước này vào đầu tháng này tổng thống ukraine volodymyr zelensky nói với truyền thông đức rằng việc phá hủy cầu Crimea là điều mà chúng tôi rất mong muốn một số quốc gia ủng hộ kiev cũng có chung quan điểm với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của nga tuần trước đại sứ litva tại thụy điển linas Linkevinsiut đã đề xuất trên mạng xã hội rằng việc Mỹ cung cấp tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa Atac MS sẽ dẫn đến việc phá hủy cầu Crimea. Nhà ngoại giao này kêu gọi mọi người hãy chụp ảnh selfie với công trình này khi còn có thể. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022, lực lượng đặc nhiệm Kiev đã tổ chức hai cuộc tấn công lớn vào cây cầu Crimea. Nga cho biết cả hai vụ tấn công đều khiến dân thường nước này thiệt mạng. Để đáp trả cuộc tấn công đầu tiên vào tháng 10 năm 2022, nga đã đưa mạng lưới điện ukraine vào danh sách các mục tiêu tấn công quân sự hợp pháp của nước này theo người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov việc các quan chức ukraine công khai lên tiếng về kế hoạch tấn công cơ sở hạ tầng của nga một lần nữa chứng minh rằng quyết định của nga về việc tiến hành chiến dịch quân sự ở ukraine là đúng đắn giới chức nga cũng cho rằng do thất bại trên tiền tuyến kiev đã leo thang các chiến dịch phá hoại và ném bom hồi tháng trước tổng thống nga vladimir putin tuyên bố rằng bối cảnh thất bại ở tiền tuyến Kiev đang thực hiện các nỗ lực nhằm chiếm giữ các vùng lãnh thổ biên giới, tấn công vào các khu vực hòa bình, bao gồm cả hệ thống tên lửa phóng loạt, tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, nỗ lực tấn công tên lửa vào cầu Crimea và chính bán đảo này. Moscow đã hoàn thành công trình bắc qua eo biển Kerch vào năm 2020, nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar ở miền nam nước Nga. Crimea đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga năm 2014 sau cuộc đảo chính ở Kiev hồi đầu năm có vẻ như phương Tây đã quyết định từ bỏ ý định tịch thu toàn bộ tài sản bị phong tỏa của Nga, tờ Financial Times FT đưa tin. Sau khi tham khảo, một vài cá nhân đại diện những quốc gia thuộc G7 đã viết rằng vấn đề này không còn được thảo luận trong khối nữa. Ấn phẩm FT nói rằng, thay vào đó, các phương án sử dụng lợi nhuận từ tài sản nước ngoài của Liên bang Nga do cơ quan lưu ký Euroclear quản lý đang được xem xét. Hiện tại, phương án này được các thành viên chủ chốt của G7 tại châu Âu thúc đẩy. Theo giới phân tích, EU lo ngại sự trả đũa từ chính quyền Nga Điều này đã được công bố trước đó tại Moscow. Mặc dù vậy, chính quyền Kiev tiếp tục vận động tịch thu toàn bộ số vàng và dự trữ ngoại hối bị đóng băng của Liên bang Nga. Hơn nữa, Thủ tướng Ukraine Denis Mihan trước đó tuyên bố rằng họ đã tịch thu và sử dụng tài sản của Nga trị giá khoảng 788 triệu đô la Mỹ cho mục đích riêng của mình. Hồi tháng 4, các bộ trưởng tài chính và thống đốc các ngân hàng trung ương G7 nhóm họp bên lề cuộc họp của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại Washington, Mỹ. Vấn đề được thảo luận là cách khai thác khối tài sản 300 tỷ đô la Mỹ đang bị đóng băng của Nga. Tại sự kiện do hãng tin Semaphore tổ chức, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Wally Adezemo cho biết các bộ trưởng tài chính tiến hành các công việc kỹ thuật để đưa ra các phương án cho lãnh đạo G7 ra quyết định về khối tài sản này tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6 tới. Các phương án bao gồm việc xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc cho việc tịch thu hoàn toàn khối tài sản của Nga. Ông chia sẻ về các phương án, chúng tôi đang thảo luận về một số lựa chọn khác nhau, bao gồm tịch thu, thế chấp hoặc sử dụng khoản lợi nhuận bất ngờ hoặc tiền lãi từ khối tài sản này để tài trợ cho một khoản vay. Châu Âu cũng có kế hoạch riêng là sử dụng lãi từ số tiền bị đóng băng để mua vũ khí và tài trợ tái thiết cho Ukraine. Điều đó có nghĩa kế hoạch có thể tiến hành sớm. Dù các quan chức EU nói rằng châu Âu có thể tham gia kế hoạch của Mỹ vào năm 2025. Tuy nhiên, phía Nga cảnh báo nước này đã soạn thảo luật để đáp trả nếu tài sản của họ bị phương Tây tịch thu và sử dụng để tái thiết Ukraine. Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matvienko tuyên bố: "Chúng tôi đã chuẩn bị phản ứng đáp trả. Chúng tôi đã soạn một dự thảo luật sẵn sàng xem xét ngay lập tức về các biện pháp trả đũa. Châu Âu sẽ tổn thất nhiều hơn chúng tôi." Bà Matvienko, thành viên Hội đồng An ninh Nga, không đưa ra thông tin cụ thể về phản ứng của Moscow đối với việc tịch thu tài sản Nga. Kremlin nhiều lần tuyên bố bất kỳ hành động tịch thu tài sản nào đều đi ngược lại nguyên tắc của thị trường tự do mà phương Tây đặt ra và sẽ làm sụt giảm niềm tin vào đồng đô la Mỹ cũng như đồng euro đồng thời cản trở đầu tư toàn cầu và làm suy yếu niềm tin vào các ngân hàng trung ương phương Tây. Một số quan chức ở Moscow cho rằng, nếu tài sản của Nga bị tịch thu, tài sản của các nhà đầu tư nước ngoài bị mắc kẹt trong tài khoản đặc biệt, được gọi là loại xe ở Nga, có thể phải đối mặt với số phận tương tự. Hiện chưa rõ chính xác có bao nhiêu tiền trong các tài khoản này. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng, ông Macron phát biểu nguy hiểm, gây gia tăng căng thẳng khi nói Pháp có thể đưa lực lượng đến Ukraine nếu Nga chọc thủng phòng tuyến. Ông nói việc nguyên thủ nước Pháp tiếp tục đề cập khả năng can dự trực tiếp vào xung đột Ukraine bằng cách cử quân đến thực địa. Đây là tuyên bố rất quan trọng và đặc biệt nguy hiểm. Phát biểu được đưa ra sau khi tờ Economist công bố cuộc phỏng vấn của Tổng thống Emmanuel Macron. Trong đó, lãnh đạo Pháp nói rằng nước này có thể đưa lực lượng đến Ukraine nếu Moscow sắp chọc thủng phòng tuyến đối phương và Kiev đưa ra yêu cầu hỗ trợ. Phát ngôn viên Peskov cũng chỉ trích Ngoại trưởng Anh David Cameron vì tuyên bố Ukraine hoàn toàn có quyền sử dụng vũ khí mà Anh cung cấp, trong đó có tên lửa tầm xa Storm Shadow để tập kích mục tiêu trên lãnh thổ Nga. Theo ông Peskov, những lời nói này có nguy cơ đặt ra mối nguy hiểm với toàn bộ cấu trúc an ninh của châu Âu. Đây là xu hướng rất nguy hiểm. Ý tưởng đưa lực lượng đến Ukraine vốn là điều cấm kỵ, đặc biệt khi NATO tìm cách tránh bị kéo vào cuộc chiến rộng hơn với Nga, quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Mỹ đức anh ba lan cộng hòa séc và nhiều nước châu âu tuyên bố không có kế hoạch gửi quân tới ukraine lãnh đạo các nước cho biết không muốn lực lượng của mình tham gia trực tiếp vào cuộc chiến cũng như không muốn đụng độ trực tiếp với nga điện kremlin từng cảnh báo phương tây điều quân tới ukraine sẽ dẫn tới nguy cơ đối đầu trực tiếp không thể tránh khỏi giữa nato với nga không chỉ vậy ngoại trưởng hungary peter sujato cũng đã chỉ trích phát ngôn trên của tổng thống pháp emmanuel macron ông cũng cho rằng phát ngôn của nhà lãnh đạo Pháp khiến tình hình gia tăng căng thẳng và cảnh báo đưa lực lượng NATO đến Ukraine có thể kéo theo thế chiến. Ngoại trưởng Hungary cũng chỉ trích ý tưởng của ông Macron về việc vũ khí hạt nhân Pháp có thể trở thành một phần của hệ thống phòng thủ đáng tin cậy của châu Âu. Ông cũng cảnh báo rằng nếu tình hình gia tăng căng thẳng thành một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu, mọi chuyện sẽ kết thúc đối với tất cả mọi người. Về phía Mỹ, đại sứ Mỹ tại Ukraine Bridget Ring cho biết Washington muốn giúp Ukraine tự vệ nhưng không ủng hộ các cuộc tấn công bằng vũ khí do Mỹ sản xuất vào lãnh thổ Nga. Khi được hỏi làm thế nào Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến nếu Mỹ hạn chế tấn công vào lãnh thổ Nga, Đại sứ Brink nói rằng quan điểm này không thay đổi kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra. Nhà ngoại giao Mỹ nói, phần đầu tiên trong việc giúp Ukraine tự vệ là cung cấp vũ khí của chúng tôi và của các đối tác để hỗ trợ nỗ lực của lực lượng Ukraine trên tiền tuyến nhằm giành lại lãnh thổ. Lập trường của chúng tôi ngay từ đầu là chúng tôi không cho phép hoặc khuyến khích việc sử dụng vũ khí của mình bên ngoài lãnh thổ Ukraine. Theo Politico, trong ngày 2 tháng 5, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc phỏng vấn với tạp chí Milwaukee Journal Sentinel. Tại đây, ông Trump tuyên bố sẽ không chấp nhận kết quả bầu cử tại Wisconsin năm nay nếu cảm thấy mọi thứ không trung thực. Ông Trump nói, trong trường hợp mọi thứ đều diễn ra trung thực, tôi chắc chắn sẽ chấp nhận kết quả tôi sẽ không thay đổi gì hết. Nhưng nếu ngược lại, bạn phải đấu tranh vì quyền lợi của nước Mỹ. Tôi kỳ vọng rằng cuộc bầu cử sắp tới sẽ trung thực và chúng tôi sẽ thắng lớn. Trong tuyên bố của mình, cựu Tổng thống Mỹ cũng lặp lại cáo buộc về gian lận bầu cử ở Wisconsin năm 2020. Tại thời điểm đó, ông Trump đã thua ông Biden gần 21.000 phiếu bầu tại bang này. Độ ngũ tranh cử của ông Trump sau đó đã trả tiền để kiểm phiếu lại ở hai hạt lớn nhất Wisconsin, nhưng vẫn không thể lật ngược kết quả. Cùng ngày, Tổng thống Joe Biden đã có một sự kiện vận động ở Bắc Carolina. Khi được hỏi về khả năng ông Trump không chấp nhận kết quả bầu cử sắp tới, ông chủ nhà trắng đáp: "Hãy xem ông ấy nói gì." Chiến dịch tranh cử của ông Biden mô tả ông Trump là mối đe dọa của nền dân chủ, đồng thời tuyên bố rằng cử tri Mỹ sẽ khiến ông Trump thất bại một lần nữa. Đội ngũ của ông Biden bình luận: "Đối với ông Trump, chiến dịch trả thù và trừng phạt của ông ấy là trên hết. Ông ấy sẽ sử dụng quân đội để chống lại người dân, trừng phạt những người chống lại ông ấy." đặt mục tiêu quyền lực của mình lên trên lợi ích của đất nước. Ông Biden và ông Trump gần như chắc chắn sẽ tái đấu vào tháng 11 tới, khi hiện đều là ứng viên sáng giá của Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa. Ông Trump hiện phải đối mặt với những rắc rối pháp lý do bị cáo buộc sử dụng người ủng hộ xông vào tòa nhà Quốc hội nhằm ngăn chặn Quốc hội công nhận chiến thắng của ông Biden vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Được biết, Wisconsin và Michigan dự kiến nằm trong số các bang chiến địa trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Theo chiến dịch tranh cử của ông Trump, ông Trump muốn tận dụng các sự kiện vận động tại hai bang này nhằm tạo hình ảnh tương phản về hòa bình, thịnh vượng và an ninh trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông với nhiệm kỳ Tổng thống Biden. Tại Wisconsin, ông Trump nhắc lại những vấn đề quen thuộc khi chỉ trích các vấn đề kinh tế và nhập cư của chính quyền đương nhiệm, cũng như các vụ án nhằm vào ông. Ông phát biểu, tôi đã bị truy tố bốn lần và sau đó tôi có các phiên tòa dân sự, tất cả đều đến từ Nhà Trắng, mọi thứ giống như một nước thuộc thế giới thứ ba. Kênh Channel Talk đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã bác bỏ đề xuất của các nước Ả Rập vì cho rằng nó phi thực tế. Đề xuất do Ả Rập Xê Út, Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Jordani, Qatar và chính quyền Palestine đưa ra, bao gồm các nội dung chính như Liên Hợp Quốc và Quốc tế công nhận nhà nước Palestine, Israel rút toàn bộ binh sĩ khỏi giải Gaza trong 3 tuần, chuyển giao toàn quyền quản lý cho chính quyền Palestine, đưa lực lượng chính quyền Palestine vào Gaza với sự hỗ trợ của quốc tế. Cũng theo đề xuất, quốc tế sẽ hỗ trợ xây dựng cơ chế an ninh cho chính quyền Palestine cùng với việc thành lập lực lượng gìn giữ hòa bình tại Gaza, bờ Tây và Đông Jerusalem dựa trên nghị quyết do Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua. Đề xuất còn gồm những nội dung liên quan việc đối thoại với Israel, tha tù nhân, chuyển giao cửa khẩu biên giới, viện trợ. Tuy nhiên, Mỹ đã đưa ra phản hồi chi tiết cho đề xuất này và bác bỏ hoàn toàn. Lo ngại chính của Washington là kế hoạch không nhắc đến việc xóa sổ Hamas bài trừ tham nhũng trong chính quyền Palestine hay cải cách hệ thống giáo dục Palestine. Theo tờ The Times of Israel, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, người đứng đầu chính quyền Palestine, đã giận dữ vì sự phản đối của Mỹ nên đã từ chối gặp ông Blinken khi nhà ngoại giao Mỹ thăm Trung Đông. Trong khi trước đó tại phiên khai mạc cuộc họp đặc biệt của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF diễn ra tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, các đại biểu tham dự sự kiện đã nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy thực hiện giải pháp hai nhà nước coi đây là con đường duy nhất chấm dứt xung đột ở Gaza. Trong những năm gần đây, Ả Rập Xê Út đã có những nỗ lực đáng kể nhằm giảm bớt căng thẳng ở Trung Đông và đây là chiến lược cụ thể của Riyadh. Ở diễn biến khác, hồi tháng 4, 12 trong số 15 thành viên Hội đồng Bảo an ủng hộ dự thảo nghị quyết do Algeria đệ trình, khuyến nghị Đại hội đồng Liên hợp quốc công nhận Palestine là thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc. Anh và Thụy Sĩ bỏ phiếu trắng, còn Mỹ phản đối. Tuy nhiên, Phó đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, Robert Wood phát biểu rằng Washington vẫn giữ quan điểm Liên Hợp Quốc không phải nơi công nhận nhà nước Palestine. Việc công nhận phải là kết quả từ một thỏa thuận hòa bình với Israel. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas chỉ trích động thái của Mỹ là bất công, vô đạo đức và không chính đáng. Đại sứ Palestine tại Liên Hợp Quốc Riyad Mansour tuyên bố, việc nghị quyết không được thông qua sẽ không làm suy giảm quyết tâm của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực của mình. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Phu Công gọi đây là một ngày buồn và Mỹ bỏ phiếu phủ quyết là đáng thất vọng nhất. Israel đã cho Hamas một tuần để đồng ý về thỏa thuận giải quyết vấn đề con tin, nếu không sẽ tiến hành cuộc tấn công vào thành phố Rafah tại Gaza. Thông tin trên do báo Times of Israel công bố ngày 3 tháng 5 cho biết thêm các quan chức Ai Cập trong nhóm đàm phán đã chuyển thông điệp này từ các nhà lãnh đạo Israel tới Hamas vừa qua. Theo đề xuất, cứ cách 3 ngày, các cuộc trao đổi con tin sẽ được tiến hành và mỗi lần sẽ có 3 con tin được trả tự do. Kênh truyền hình al Mejadin cho biết thỏa thuận khung sẽ nhằm mục đích mang lại nền hòa bình bền vững và cung cấp các giải pháp cần thiết cho lệnh ngừng bắn. Thỏa thuận quy định 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn sẽ kéo dài khoảng 40 ngày. Trong giai đoạn đầu, quân đội Israel sẽ rút về biên giới phía đông giải Gaza và tất cả các chuyến bay quân sự qua vùng đất này sẽ bị hạn chế. Điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo trong khu vực và cho phép một số người sơ tán trở về nhà ngoài ra hamas phải thả tất cả nữ binh sĩ israel bị bắt làm con tin kể từ ngày mùng 7 tháng 10 năm 2023 đổi lại israel phải trao đổi 40 tù nhân palestine cho mỗi con tin israel bao gồm cả những người bị kết án tù trung thân cuối giai đoạn đầu tiên hamas sẽ thả tất cả các con tin còn sống trên 50 tuổi cũng như những người ốm yếu và bị thương đổi lại israel phải trao đổi 20 trẻ em và phụ nữ palestine để đổi lấy mỗi con tin israel hoặc 20 người trên 50 tuổi người bị bệnh và bị thương trong các nhà tù. Giai đoạn thứ hai của đề xuất kéo dài 42 ngày bao gồm việc thống nhất và triển khai các biện pháp nhằm đạt được hòa bình bền vững, đồng thời bắt đầu công việc tái thiết toàn diện những ngôi nhà, cơ sở dân sự và cơ sở hạ tầng bị phá hủy. Giai đoạn thứ ba sẽ bao gồm việc trao đổi thi thể và hài cốt của người thiệt mạng từ cả hai bên sau khi nhận dạng. Ai Cập, Qatar và Mỹ sẽ đóng vai trò là những bên trung gian bảo trợ cho thỏa thuận này. Về phía Hamas, sau nhiều tháng đàm phán liên tục nhưng ít có tiến triển khả quan, thủ lĩnh chính trị của Hamas, Ismail Haniyeh cho biết họ đang xem xét đề xuất thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza với tinh thần tích cực và sẽ sớm cử một phái đoàn đến Ai Cập để hoàn tất các cuộc thảo luận về lệnh ngừng bắn. Trong bối cảnh đó, người phát ngôn văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc, OCHA, Jens Lek cảnh báo bất kỳ một cuộc tấn công bộ binh nào nhằm vào Rafah đều sẽ gây ra đau khổ, tổn thất lớn hơn đối với hơn 1,2 triệu người Palestine chạy nạn đang cư trú tại đây. Theo ông, cuộc tấn công sẽ đe dọa tính mạng của hàng trăm nghìn người là cú đánh mạnh vào hoạt động nhân đạo ở toàn bộ giải Gaza. Trong khi đó, AFP dẫn cảnh báo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đăng trên mạng xã hội X rằng WHO quan ngại sâu sắc rằng một chiến dịch quân sự toàn diện ở Rafah Gaza có thể dẫn đến kết cục đẫm máu và làm suy yếu thêm hệ thống y tế vốn đã bị phá vỡ. WHO cho biết đã lập ra kế hoạch dự phòng có tên gọi Cứu giúp Ben S để sẵn sàng ứng phó với một cuộc tấn công quân sự quy mô lớn tiềm tàng nhằm vào Rafa. Tuy nhiên lưu ý, kế hoạch này chỉ là tạm thời và sẽ không đủ sức để ngăn chặn thảm họa nhân đạo ở Gaza, trở nên tồi tệ hơn do hệ quả của tấn công quân sự. Báo The Wall Street Journal ngày 3 tháng 5 đưa tin các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE đã quy định không cho phép lực lượng Mỹ đóng quân tại nước này tiến hành không kích nhằm vào lực lượng thân Iran tại khu vực. Lực lượng Mỹ đang đóng quân tại căn cứ không quân Al Dhafra ở Abu Dhabi, UAE. UAE đã thông báo với Mỹ hồi tháng 2 rằng sẽ không cho máy bay không quân Mỹ tại căn cứ tiến hành không kích mục tiêu tại Yemen và Iraq. Một quan chức UAE nói rằng lệnh hạn chế đối với các cuộc không kích nhắm vào mục tiêu tại Iraq và Yemen xuất phát từ mong muốn tự vệ. UAE lo ngại rằng khi căng thẳng trong khu vực gia tăng, các nhóm ủy nhiệm của Iran có thể tấn công mục tiêu tại UAE vì nước này công khai hỗ trợ các chiến dịch quân sự của Mỹ. Nhiều nước vùng Vịnh có lực lượng Mỹ đồn trú trên lãnh thổ đang lo ngại về nguy cơ bị vướng vào xung đột trong khu vực và việc hạn chế như trên của UAE được cho là dấu hiệu của sự căng thẳng ngày càng tăng giữa Washington với các đồng minh này. Theo The Wall Street Journal, việc chuyển chiến đấu cơ, UAV vũ trang và các máy bay khác đến căn cứ Al Udeid ở Qatar sẽ giúp Mỹ né tránh quy định hạn chế của UAE. Tháng trước, Iran đã phóng hơn 120 tên lửa đạn đạo, 30 tên lửa hành trình và 170 UAV về phía lãnh thổ Israel, trả đũa việc Tel Aviv phá hủy tòa nhà ngoại giao của Tehran tại Syria. Khi cuộc tấn công của Iran diễn ra, Ả Rập Xê Út, UAE được cho là đã chia sẻ thông tin tình báo để giúp Israel ngăn chặn các mục tiêu dù hai nước này không nói rõ vai trò của họ. Cách đây vài ngày, Iran cũng đã công bố áp đặt trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể của Mỹ và Anh vì hỗ trợ Israel trong cuộc xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas ở giải Gaza. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Iran cho biết các biện pháp trừng phạt áp dụng đối với 7 người Mỹ, trong đó có tướng Brian B. Fenton, tư lệnh Bộ Chỉ huy Tác chiến đặc biệt của Mỹ, SOCOM, và Phó Đô đốc Brett Cooper, cựu chỉ huy hạm đội 5 của Hải quân Mỹ. Trong khi đó, các quan chức và thực thể Anh bị áp đặt trừng phạt, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Grand Sap, tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Quân đội Anh, James Hockenhull và lực lượng hải quân hoàng gia Anh ở Biển Đỏ. Các biện pháp trừng phạt cũng được áp dụng đối với các công ty Lockheed Martin và Chevron của Mỹ, cũng như các công ty đối tác Enbit System, Parker Megit và Rafael UK của Anh. Theo Bộ Ngoại giao Iran, các cá nhân và thực thể thuộc diện trừng phạt sẽ bị phong tỏa tài khoản và giao dịch trong hệ thống tài chính và ngân hàng Iran, phong tỏa tài sản thuộc thẩm quyền của Cộng hòa Hồi giáo Iran, cũng như cấm cấp thị thực và nhập cảnh vào lãnh thổ Iran.